Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh côn trục của tất cả các loại trục bi nhé. Thì đây là chiếc bánh sau của một chiếc Rocky thì đang bị dơ trục này, nắc này, nắc nó có độ rung này. Thì để làm thế nào để chỉnh cái côn trục này, thứ nhất chúng ta sẽ cần hai cái cờ lê 17, xin lỗi, một cái mỏ lết hoặc một cái cờ lê 17 hoặc là hai cờ lê 17 điều chỉnh được nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta, đây là do dòng xe mới nên chúng ta không phải tháo bi. Nhưng nếu đối dòng xe cũ thì chúng ta phải xoáy hết cái ốc này ra này, xoáy ốc này ra để kiểm tra bi bên trong nó có bị vấn đề gì không. Nhưng con này là mới mua nên nếu trục rơi như này chúng ta chỉ cần dùng clip 17 và mỏ lết xoáy chặt vào là xong. Xoáy chúng ta cứ xoáy tới tầm thôi, xoáy khi nào mà nó căng căng là được, căng căng mà trục có thể quay. Đấy. Rồi. Đấy. Hơi căng nên nới lỏng rồi. Nới ra một tí, mớm mớm dần. Đấy. Nó vẫn hơi căng này, nó chưa xoay được bằng tay. Khi chúng ta sẽ mớm để cho là cái trục nó vừa chạm tới điểm thôi, không cần căng quá. Đấy. Đấy, trục thứ nhất này, khi chúng ta mà xoay bằng tay được như này này và nắc nư trục không bị dơ, và chúng ta sẽ nhấc lên này, anh cầm hai trục, hai tay vào đây. Đấy. Nhấc lên là chúng ta quay này, nó nhẹ nhàng mà không bị dơ nữa là được. Đây là cách chỉnh côn rất là đơn giản của những dòng trục bi mà các bạn có thể xem và làm theo, rất là đơn giản thôi, chỉ cần tháo bánh ra và can chỉnh. Đấy, nó mềm mại như thế này là được. Đấy, đây là video hướng dẫn cách chỉnh côn trục đơn giản nhất. Đấy, cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào các bạn.